Ông ta đi phụ lệ tao, ra tầm phụ lệ tao, tức là về mặt menu của chúng ta đã hoàn thành. Cho nên chúng ta làm một cái áp dụng của menu một chút, đúng không? Vậy chúng làm như thế, đúng không? Vậy chúng ta ép thêm một cái form, không phải là form bao bao, không giới thiệu, đúng không? Ép là thêm một cái form gọi là form báo cáo. Chứ cái form giới thiệu với tác giả với giới thiệu về chương trình ở nhóm ở bao ở bao. Rồi bây giờ tin này là để các bạn giới thiệu tên chương trình cái gì đấy thì đấy sự của các bạn, nhưng mà bây giờ cũng tương tự như vậy thì bấm vào cái ô ba các bạn hiện ra cái ô ba này đây thực hành. Rồi đấy. Rồi, rất đơn giản đúng không? Chạy thử. Rồi, thế bây giờ này, tức là bây giờ tôi muốn cái này ra làm thử tí thôi. Chứ còn bây giờ tôi muốn như này. Tắt đi. Ở cái phần language này, khi mà ta bấm vào này, tôi đang tiếng Anh, bấm sẽ nó hiện tiếng Việt đúng không? Ý là làm thế đúng không? Bây giờ ta mới làm thử cái này. Đấy, bây giờ tắt đi. Lúc đầu tiên nó đang làm tiếng Anh thì bây giờ bấm cái nó phải sang tiếng Việt có đúng không? Ý là như thế đúng không? Đây ta mới làm thử cái. Tiếp rồi. Đấy. Rồi. Cái mà hiện lên nó là thuộc tính gì nhỉ? Thuộc tính caption đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta cứ thay đổi đi. Ta mặc. Đây gọi MNU. Gọi đi. File, đây anh đầu tiên file. Control space thì đấy file anh nhìn thấy ngay bấm F rồi đây là cái bố đúng không? Đấy nó có một thuộc tính ở đây nó là caption đúng không? B gõ bằng rồi tôi gán bằng chữ tẹt nháy. Đã là hàng là phải có nháy hàng ký tự rồi nháy cái chạy thử à như vậy là nó thay đổi đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà nó chữ tẹt rồi bấm cái nó lại phải ra tiếng phải tức là phải ra tiếng Anh đổi sang tiếng Anh có đúng không? Thế thì ở đây chúng ta mới thay đổi cái gì tắt đi không, bấm vào cái menu này. Bấm vào đây. Bây giờ chúng ta đang là tiếng Anh thì bây giờ chúng ta phải hiển thị xuống dưới. Đấy, cho cái caption này của nó. Đây, ở chúng ta nhìn. Đấy, chúng ta phân biệt hai trường hợp, tức là lúc nó đang tiếng Anh thì chúng ta phải biến nó thành tiếng Việt và lúc nó đang tiếng Việt chúng ta phải nói là tiếng Anh đúng không? Thì ở đây chúng ta caption chúng ta chọn ra là chúng ta đề là Việt Nam, Việt Nam Miss hoặc là tiếng Việt gì đấy. Cái thêm nào? Không, xóa hẳn cái đấy đi để chúng ta phân biệt chứ. Rồi, ok. Rồi, đây. À, như vậy nó ra này. Tức là bây giờ nếu mà Việt Nam Miss thì cái này nó là Vietnamese đúng không?
thì cái pha kia nó thành biến hình đẹp đúng không? Đây chúng ta rồi. Rồi, đây chúng ta mới đấy, thực hiện con lợi ít không, enter, không enter đây, rồi ta bảo ít, đúng không? Nếu đấy, cái MLU đấy, bây giờ nó là hang đúng không? Em gói đi sao? Không có mở mặt, có mặt không mở mặt máy đâu MLU này hang, đúng không? Nó là ở cuối cùng Control, Control, cậu phải Control cái anh này. Hang, gõ chữ hang đi. Gõ một vài chữ thôi mới Control Space. Đấy, bây giờ đây này, cái anh này này, đúng không? Có bao này này. Đấy. Chấm, chấm, không. Chấm, rồi. Caption, đúng không? Mà bằng Vietnamese. Nháy. Lại nháy đi. Rồi, nháy tiếp. Thì đấy, cách nhạc đèn, đúng không? Rồi, enter. Đấy, còn trường hợp còn lại, ends. Trường hợp còn lại ends, ends. Rồi, enter tiếp. End if, đấy, chúng ta chia ra hai trường hợp, đúng không? End của if, rồi. Bây giờ, khi mà nó bị nắm ít thì anh này nó phải chui ở dưới. Đấy, bốc lên các bạn. Bây giờ cách bốc này, cách bốc cả dòng này. Cách bốc ở dòng thì khi mà chúng ta đưa cái con trỏ sang bên trái màn hình, đến lúc nào đó chúng ta sẽ thấy là nó xoay thành mũi tên, đúng không? Thì cái này lúc đấy chúng ta đánh dấu cả dòng Ctrl X rồi đấy, và đưa đây để copy cả dòng, chúng ta đưa vào đầu dòng, đúng không? Đấy, Ctrl V đấy, và đây chúng ta tab vào. Rồi, thế bây giờ trong trường hợp này thì biến thành tệp, thế còn trường hợp ngược lại thì nó lại sẽ phải biến nó thành gì? Thành file, đúng không? Ctrl C. Đấy, Ctrl V. Rồi, đây thì anh này nó biến thành file. Rồi, chạy thử xem nào. Ê, chứng tỏ là cái này của cậu nó không giống là Vietnamese. Ở đây là để cho chắc chắn Ctrl C rồi. Ok. Về. Nếu mà Vietnamese đó thì cái này cái new app language thì language chứ. Đúng rồi. Đó đấy. Rồi. Rồi, chạy thử nhá. Bây giờ chạy thử này. Bây giờ chạy thử, đúng không? Bấm anh này. À, nó biến thành tệp, nhưng mà bấm anh này nó vẫn là tệp, là vì bây giờ chúng ta cái anh này chúng ta phải thay đổi đi, đúng không? Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái anh này khi mà nó chưa ở đây thì nó phải thay đổi đi tí. Ctrl C. Ctrl C. Đấy. Enter, enter. Tao à? Đấy, biến chữ thành English chẳng hạn này, đó, để nó phân biệt đi. S H. Rồi, phân biệt. Đấy, chạy thử xem nào. Ngâm. Ý nhỉ? Không, cái này nhầm đây, Ctrl X. Thì anh này phải thay đổi đây chứ. Ctrl V.
Rồi. Còn cái anh này thì nó lại tức là trong trường hợp này Azun C. Còn Azun V. Đấy, cái anh này nó là Vietnamese này. Rồi. Rồi, chạy thử xem nào. Đấy, đúng không? Bắt đầu thay đổi. Đấy, tương tự như vậy thì có hiểu cách nhỉ? Làm tất cả các cái menu khác như vậy. Đó chưa? Có hiểu gì không? Có. Đấy, em thì làm một cái ví dụ như là cái new ấy. Đó. Đấy. Enter tiếp tục luôn. Enter. Em menu file. Control luôn, control. Rồi, file. New được. Đấy, rồi. Chấm caption. Đấy thì bằng là tạo tên mới hoặc là tạo mới thôi. Rồi, đấy lại. Không, tiếp tục ở dưới nó đi thì tạo đúng không? Ở đây thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là new đúng không? Caption bằng new. Đấy, mình chạy thử. Rồi. Đấy, tạo từ mới đúng không? Đấy, như vậy là ổn, tương tự như vậy là nó như thế, đúng không? Có hiểu gì không nhỉ? Và để cho nó cũng phân cấp như thế thì đâm ra là cái anh mà gọi ở phía bên trong á là cố gắng đấy, bởi vì anh file là anh bố thì cái anh này là anh con, tab vào cái tab vào đấy sẽ phân biệt cái anh này anh con tab vào đấy, cứ làm như thế là cho đến hết đúng không? Làm một vài cái. Ông file nó đang là ông bố là file toàn bộ đấy, tại sao chúng ta đặt tên như thế nhá, tất cả file thì hết cả file xong đến open đúng không? Cứ đi thành tập như thế đó. Anh chưa xem chấm chấm âm chấm 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 chấm. Đi trên màn hình đi. Bây giờ cậu nhảy sang bên kia làm được chưa? Chưa. Thế thì cậu nhảy sang cậu hướng dẫn thực hiện, chứ còn cho bạn nào gõ tiếp. Nhảy sang. Không còn. Không thể thay đổi cho chị. Và tiếp đi lấy lần đi, chết. Chết xong chết S. Ghi đến là ghi mà cùng tên, ghi tên. Lưu. Lưu.
Và trên đấy là ghi khác tên, lưu khác tên, lưu tên. Control. Tại vừa tìm ở dưới đấy. Bây giờ đã dùng chuột chỉ dùng chuột thôi. Dùng bàn phím, dùng bàn phím thôi. Chứ còn ấy tay là thao tác không chuẩn. Không có thò tay một chuột đấy. Cái tay này này. Đây này. Nó có cái ấy này rồi. Chuột chất thì là hạ hạ. Đi chuyển thôi. Ấy, thao tác nó không chuẩn được ra lúc chuẩn không vậy? Chấm đi, chấm đi, chấm đi. Em sân. Không, không enter, cạnh cái bằng. Bởi vì nó không chuẩn nữa, làm khi anh ngày tư nó chắc hay một cơ quen. Thao tác mà chuẩn được người, người mà thao tác nhiều với người không thao tác là nó khác hẳn nhau. Chơi game mà lại khổ quá. Cái anh mà nó ngồi mà gõ là nó quen dần là thậm chí là nó sẽ có cảm giác. Tất cả mọi người là phải luyện ở Mỹ mà người, đến lúc mà khi cái anh mà có nhiều nó quen là cái anh kia đánh không kịp trả. Phải hết sức chuẩn. Phải control luôn, control luôn. Đấy, đúng rồi. Xếp hết. Không phải ai mà có enter cái cách đánh chấm đó. Không thừa một động tác nào. Cho nên là lưu tệp khác tên, lưu cái tệp đấy mà với cái tên khác đó. Chả có lý do gì mà mấy anh này biết hoa cả. Nếu biết hoa thì anh này cũng không biết hoa, phải không? Đấy là tính thể hiện tính vô cùng lộn xộn, quyết định. Tại sao cơ cần cơ gì trong tiếng Việt chúng ta biết hoa cái đấy? Tùy tiện, thể hiện tính tùy tiện. Nó phải thống nhất hoàn toàn này. Đây nó còn thể hiện phong thái nữa cơ. Rồi bây giờ này, xoay cái anh này này. Đúng không? Bởi xem hết, nó giống nhau rồi. Thôi được không? Gõ đi, tap tap ạ. Tap ạ. Thế là tap, đấy là space. Không. Rồi đấy, nó đầu, đấy đúng rồi, MNU. Gõ đi, gõ đi. Không cần phải viết hoa đâu, tự động nó sẽ nổi lên. Đó, lúc khai báo chúng ta cần viết hoa, còn lúc này chúng ta không cần viết hoa, tự động nó nổi lên, chúng ta biết là chúng ta đúng. Và control, control, space, quen. Rồi bây giờ đưa xuống này, rất từ từ đưa xuống này. Check S, đúng không? Check S này. Không, từ từ. Chưa, thao tác nó không chuẩn, nó chết chả. Mất mấy động tác. Cứ mỗi một lần như thế chết này, đây nhá, control này. Đúng không? Control này. Đúng không? Bây giờ thao tác này. Đúng không? Đến bây giờ nó nhìn thấy là đến set S đúng không? Chấm này khác, chấm đấy. Thấy chưa? Không có một cái động tác thừa nào cả đúng không? Xong đến đây này, space luôn này, đúng không? Bằng. Nó không thừa một tí nào. Vâng. Các nhà ba chấm một hai ba cũng làm cẩn thận lắm đúng không? Bên tính ẩu như thế này nhá, cứ đi đúng làm có một chút chút này, lúc thì lỗi chính tả, lúc thì gọi là ấy thao tác, thế thì làm sao mà làm nổi? Chỉ cần ngồi vào hoát bên ngay.
thể hiện tính quá ảo chứ ảo không phải ảo nữa. Sản phẩm này ra toàn phế phẩm đấy, và ở đây chẳng có làm gì, có mấy cái động tác của bạn ra phế phẩm. Biết tụi đang làm cho cậu gì đâu, đang làm cái dòng dưới đó. Đúng rồi, đến format thôi cậu, cứ làm bình thường thôi. Lại bên như format thì cậu lại phải lùi lại một dòng nữa, cậu ghi bên như format vào. Làm gì đã hết? Hết từ gì CVS, nhưng mà Brin thì có bảo như cậu như cậu thiếu. Brin là giá trị. Làm chuẩn là không được thừa một động tác, tôi gọi là đẳng cấp cao từ cái thông thái. Alo. Brin thiết hoa đấy, cái tên này. Từ từ đã, bây giờ vẫn là cái đầu vai này là nó có cái gì giống vàng nguyên chỉnh, lúc nào nó có đúng vàng nguyên chỉnh đấy, đúng không? Từ từ đã, bây giờ xem nó là vai này, vai đầu tiên là tức là phải mở cái của chúng ta đã làm cái giống này được. Mở cái mà tôi cho bạn ghi đúng không? Vai thiếc như nào, nó gạch dưới như nào, thì còn bây giờ ở đây làm sao nhìn thấy được? Thế rồi mình cũng phải thiết kế cái gọi là tiếng Việt, đúng không? Cái số bài của chúng nào này? Trước từ New ạ. Và rồi New thì là và chứ New, đúng không? Đấy. Đây là open. Rồi. Làm hết một cái đi. Set S đúng không? A này. Open. Print. Ảo lắm. Set S. Rồi phòng cái nữa.
Khắc vào chương trình. Nhưng nó khắc tên. Khắc tên chứ khắc. Sao vậy? Dưới nhá, đi tiếp cặp sau đó. Thế như vậy là xong được một cái mini của hai đó. Chạy thử. Bây bấm đây gì đây, bấm đây nhá. Đúng không? Nó ra cái này rồi. Bây bấm đây. Rồi xong thì nó mới đấy. Rồi. Hãy bấm lại. Rồi. Bấm đây. À. Như vậy là chúng ta sẽ thấy cái gì? Tư thế nó thay đổi đúng không? Đó chưa? Các phần khác thứ tự được không? Làm được không? Ừ, một cái anh này đang làm được một anh là cái khác nó giống như thế. Bất nhiên ở đây này chúng ta cũng phải có cái shop, tức là cũng phải có cái gạch cho phần tiếng Việt đúng không? Thì các bạn tự tạo một tê để mà làm được một anh là cái khác nó làm đấy, do đó là phải làm nhiều chăm hay cho bằng tay quen đó. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ lại rồi bây không làm nữa sao à? Cái anh này về nhà làm tiếp. Rõ chưa nhỉ? Rồi cái lớp này mất trật tự quá. Mọi người làm được cái anh này xong dừng lại. Về nhà ta làm tiếp, chứ không ta không làm ở đây nữa. Đấy đi nhỉ? Làm trong cái cột này rồi xong. Được. Anh nào còn chưa làm được nào? Làm chứ không phải đi chết của người khác. Mình làm chưa? Học bơi mình là tất nhiên là khác luôn. Thì tôi làm sao bơi được? Thế bây giờ tôi mới giải cho các bạn một số các cái control form tạo biết rồi. Cái form này nó có hai cái đặc tính mà các control khác cũng có. Một là nó có thể tạo ra cái chơi mà chúng ta vừa mới làm. Mỗi cái ngày làm được những việc này. Và thứ hai là cái đặc tính là nó có thể chứa một cái khác. Cái đặc tính này nó gọi đặc tính container. Tức là đặc tính có thể chứa mấy khác. Bây giờ đây, bây giờ vào phong liêu của nó. Ok. Rồi. Thế nào là chứa mấy khác? Tức là tôi có thể bốc một cái đồ khác rồi
để nó ở trên này, được không? Bây giờ câu hỏi kia, thì lúc cần nghe thì không cần nghe, lúc bảo làm thì không cần làm, thế nói từ từ đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có thể bốc một cái tăng trơn vào ở bên quê, từ từ đưa, anh phải đưa cái con chuột lên từng cái chuột này. Đấy, từ từ. Đấy, thì ở phần dưới này này, nó gọi là tung tích. Tung tích có nghĩa là cái chú tích, đúng không? Đấy, bây giờ đây là chính là cái này là pointer, tức là cái vật chọn, đúng không? Đưa đưa này, picture box, đây tên của đối tượng, tên của tôi. Cái đầu tiên có tên là picture box. Tiếng Anh của nó là bốc, có nghĩa là cái hộp, picture là cái hộp tranh, cái anh này chuyên môn để vẽ vời, đúng không? Và khi là tên là ba chữ cái đầu thì chúng ta phải picture, và cái anh này là nhiệm vụ chuyên môn để vẽ picture bốc. Tiếp theo, cái anh tiếp theo nó có tên là label, là cái nhãn. Cái anh này là gì? Chỉ để hiển thị và không biết tập được. Và nếu mà để lập trình thì chúng ta sẽ dùng ba cái. Thứ đầu là LB là cái anh này là nhãn. Nhãn là giống kiểu nhãn hoa. Tiếp tục, cái anh này nó tên là tách bóc. Cái anh này là hộp phản thảo, hộp chuyên môn để phản thảo văn bản. Đấy, hộp phản thảo văn bản. Phản thảo văn bản hay là phản thảo tích, đúng không? Tiếp tục đây, frame. Đấy, cái này nó là cái khung. Cái này chỉ trình bày. Và cái này nó cũng có thuộc tính giống như form kia là chứa mảnh khác. Đó, tức là mỗi khác chứa chỉ tức là tôi có thể là vác một đối tượng tôi cho nó chứa mỗi khác đó. Tiếp tục, đấy, cái đấy là cô muốn bất thần. Bất tần là cái nút, còn common là lệnh, đây là cái nút lệnh. Đấy, còn cái anh, mày tiếp tục. Anh này là anh check box. Box có nghĩa là cái hộp kiểm. Tiếp tục, cái anh này là option button, tức là gì, cái nút mà tuyển chọn đó, option là cái mục chọn tuyển chọn. Cái anh này là cái dạng nó gọi là combo box, không gì nó gọi là hộp combo. Như là hộp combo thì tí nữa tôi giảng. Cái anh này là list box, là cái hộp liệt kê chạy thử. Đây, cái hộp này nó được gọi là hộp combo. Đấy, đó, bấm một cái nó xuống đấy, cái hộp như thế này, kiểu này nó gọi là hộp combo. Đó chưa? Rồi, vân vân. Như vậy là gì? Tất cả các một cái đối tượng nào giống như tôi nói, khi đã bóc vào sử dụng, chúng ta đầu tiên phải chú ý đến cái gì? Thuộc tính gì của nó? Nên, tức là đặt tên của nó, đúng không? Và chúng ta phải đặt tên cho nó dễ nhớ, bởi vì sao chúng ta chụp cái lập trình đó, đó. Thế bây giờ chúng ta làm quen với một cái thuộc tính về mặt vị trí và kích thước của các đối tượng, nó gồm một chùm là cái thuộc tính là tên đối tượng. Ở trên đối tượng đấy là chấm này, led, chấm top này, chấm quick này và chấm hết.
Để minh họa cho cái này, bê bốc cho tôi một cái. Ví dụ như bốc 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 rồi. Bỏ ra nước bỏ ra rồi. Từ từ đã. Bê đặt tên là. Đặt tên cho tôi là 3 chữ N là Quick View. Rồi. Đấy, Quick View bên chúng ta mua khoảng giống như AutoCAD. Rồi. Màu nền của AutoCAD là gì? Màu đen, thông thường màu đen. Đấy. Màu nền của nó. Đó, cái thủ tính các bạn là back color. Back color tức là cái màu phía sau này. Đấy, back color bên chúng ta bấm vào cái cục bơm bông này. Đó, chúng ta chọn cái. Nó có hai loại thẻ, loại system và loại palette. Chúng ta chọn tuyệt đối loại palette. Đấy. Palette có nghĩa là gì? Cái hộp màu. Vậy chúng ta chọn màu đen chì. Đây kia là màu. Rồi, đúng không? Đấy là màu nền. Còn màu bút thì lại phải ngược lại, đúng không? Màu bút là thuộc tính của nó là for color. Tương tự như vậy. Xuống for color. For. Rồi, chọn bấm đây, chọn màu tuyệt đối palette, đấy lại chọn màu trắng, đúng không? Lưu ý là cái anh này, cái màu bút và màu nền phải đặt cho hai anh này mà giống nhau là cái lúc này là trả nhìn chị. Rõ chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta mới xem thử cái led của nó đây. Rồi. Bây giờ thay đổi đi. Bây giờ thay đổi 600 thành 500 được. L là A như vậy, led là nó. Có thấy nó thay đổi không? Như vậy là gì? Cái này đây nó thuộc tính mà từ đây cho tới đây nó chỉ là led. Và thuộc tính từ đây tới đây nó chính là con. Đấy, đúng không? Thế còn cái anh này. Đấy, từ đây tới đây nó chính là width. Đấy, từ đây tới đây nó chính là gì? Có hiểu như nhỉ? Nhìn thấy chưa? Đó. Đấy, chúng ta thay đổi, chúng ta nghịch ngợm tí, chúng ta sẽ thấy ngay. Đó. Thế như vậy là những cái đối tượng nào nó có cái thuộc tính này, những cái đối tượng nào cứ bốc vào đây mà nó hiển thị ra cái dấu như này là đều có, tức là gì? Con cũng có, Quýnh triệu bốc cũng có, Lê Vân cũng có, Tích bốc cũng có, Quên cũng có, Cô mà vẫn cần có, tức là những cái đối tượng như thế nó đều có cái thuộc tính này nghe chị. Có gì để nó xác định vị trí của cái đối tượng ở đâu, kính cận như nào, hiểu chưa? Tức là cái anh này nó gồm có gì? Rất nhiều đối tượng, con cũng có. Đấy, rồi picture book cũng có. Rồi là label cũng có. Những cái anh nào mà nó vuông vuông như thế này, text book, vân vân. Là những anh đấy đều có hết list book, combo book rồi. À, combo cũng có, combo book được không đọc. List book được không? Rồi. Nếu nó có cái vị trí, rồi. Và cái tổng rộng. Combo book từ nơi khác thì nó chỉ có ít được, không có hết. Rồi. Thế như vậy là chúng ta
riêng đối với form có về cái kích cỡ này thì nó lại có như này. Form ở đây thì cái anh này thuộc tính của nó đây là hết, nhưng cái phần bên trong ruột của nó ấy, nó lại có thuộc tính nó gọi là skin. Tương tự như vậy, cái phần ở bên ngoài cùng nó là quýt, nhưng cái phần bên ruột của nó sẽ là skin quýt. Bây giờ làm động tác. Tôi muốn khi tải vào, đúng không? Khi đầu này nó phải gắn vào đây. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta chạy. Bấm vào form. Chọn tích đúc. Không. Tích đúc vào form. Đấy. Thì đây là đầu tiên là cái gọi gì? Sự kiện là form lock từ khi nó tải vào. Đây, phát vào. Rồi, bây giờ gõ quick view, tên của đối tượng là quick view. Control nữa, nhớ control. Chấm. Chấm top bằng không. Chấm led bằng không. Chạy được đã. À như vậy là đúng rồi, đúng theo ý đồ chúng ta đó. Bây giờ từ để tôi giảm. Bây giờ muốn là cái anh này này chiều dài chiều rộng này của nó phải bằng cái này. Đúng không? Tức là gì? Tôi phải gán cái anh này bằng cái anh này. Đó. Cái anh này nó chính là skin hết. Còn cái này chính là hết của đối tượng view. Có tiếp đấy. Đấy, về pick view chấm hết đúng không? Thay đổi cái hết của bằng bằng cái đối tượng này là form, tên của nó là button. Rồi chấm, bây giờ chấm là scan, scan hết. Rồi chạy thử. À như vậy là nó đúng rồi đấy. À. Tương tự như vậy làm đối với mình. Được chưa? Được ngon rồi, nhưng mà bên chết là chỗ này. Nó được rồi, nhưng bên chúng ta lại dê nó cái. À, nó lại đây à. Thế thì cái hiện tượng dê này, tức là khi mà chúng ta thay đổi tiếp ấy, là cái anh này là phải bám nhau. Thì cái sự kiện mà chúng ta thay đổi trước nó gọi là sự kiện resize. Tắt đi. Bởi bốc cả cái này. Ê. Sự kiện resize này. Tìm resize. Đấy. Bây giờ nếu chúng ta bốc cái này vào chỗ này thì chúng ta sẽ thấy là nó khác hẳn. Đúng không? Không phải làm đúng. Đã copy và ấy để nhìn này. Đúng rồi, Ctrl X. Rồi để xuống dưới. Không, từ. Ctrl V. Đấy thì nó ăn ngay được không? Chạy thử. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì? Khi chạy. À là nó chạy thiệt. Đúng nào, tức là đấy là cái mà gọi là biến cố, nó gọi biến cố đi sai. Sai có nghĩa là kích cỡ, đi sai có nghĩa là thay đổi. Được chưa? Làm tương tự đối với Notepad,
No, the part thì chúng ta là không bốc cái picture bốc vào. Mà chúng ta bốc một cái anh nó gọi là tech bốc. Order. Rồi, không cần gì đó, cái này làm sao? Đặt tên, đã bốc vào cái phải đặt tên này. TXT Notepad, đúng không? Đặt đi. Đấy mà cũng làm cái anh kia. Đó. Cũng về không không cũng bùng ra. Đối thủ, đối thủ tính tách thôi, thủ tính tách, tách. Tây Bắc nó có một thuộc tính, nó gọi là thuộc tính tách. Rồi. Đấy, bây giờ cậu làm như nào đấy, đúng không? Lại bấm đây, bấm đây. Bấm được vào. Bấm sao cái anh này. Từ cái khoảng cậu làm một đằng, cậu làm một nẻo. Bấm lại, bấm lại. Bấm được đấy. Rồi, mình tìm đi sạch. Đấy, cái cậu gõ như thế này, đó. Tên của cái kia là gì? TXT Cắt luôn luôn chấm. Cái anh này đấy nó hỏng tay. Làm cái tức chết đi. Gõ từ con ấy là top gì đó. Let top trong hết thọ đấy. Xóa nó đi. Chấm top, chấm lên. Bằng không chạy thử đi nhá. Chạy thử xem nó ăn được không. Đây. Lập trình ở đâu? Đâu chúng bắt à? À như vậy nó ăn vào đây rồi đúng không? Xong rồi đã ăn rồi thì lúc đấy chúng ta còn tiếp. Hồi này ghi để làm gì? Cái lúc cần gõ thì không cần gõ. Ghi xong rồi. Chị chưa? Làm một cái, làm cái thứ hai cái gì của bạn không? Thank you.
Mình chạy thử nhá, chạy thử nhá. Nâng tôi phát ạ, nâng tôi phát ạ. Đấy. Đấy, bây giờ tôi muốn làm cái nâng tôi phát trị là gì? À, bây giờ tôi có đây là được rồi. Thế nhưng bây giờ tôi muốn làm ví dụ tôi mở cái này ra. New thì phải xóa trắng đúng không? Thế còn khi mà mở cái này ra thì phải đọc một cái file nào đấy. Có đúng không nhỉ? Có hiểu ý không nhỉ? Và hiển thị cái file lên trên này đúng không? Đây chúng ta làm thử. Mọi người đã làm hết chưa? Thì cậu lại đi hướng dẫn đi. Chẳng có việc gì phải vội vàng cả. Cứ làm được là rất dễ, nhưng mà không làm thì mấy anh xem nhá, đúng không? Những cái gì thầy nói nó rất đơn giản thôi. Bây chúng ta học bốn cái thuộc tính là gì? Left này, top này, width này, head này. Riêng đối form thì nó có scan head này, scan width. Chúng ta điều khiển ở trong cái biến cố, nó phải biến cố resize, thay đổi. Để chưa làm đi em chủ tế đi em biết rồi xong rồi. Đúng không? Đi đó. Ôi, nhưng cái anh chưa làm được cái gì,
Ơi. Rồi bây giờ mấy anh kia đấy, làm được đi tản đi đi xem kiểm tra lại tất cả xong rồi có nhiều anh không làm được đâu. Thầy thì thao thao trò thịt thịt thầy thì không có đi thầy làm cái khổ quá. Nhiều anh chị người gọi là ấy là chỉ biết dài ấy, mình đã không hiểu là mới sao họ mấy anh này làm lại cái đầu đi khổ quá, ngồi đấy là cái gì? Cho hết tất cả các hôm đặt tên cho tôi giống như kia tôi làm theo. Tôi ngồi tấn ngươi như thế, sau đó mới làm các thứ sau. Thứ hai con trước mình đi làm lên. Tại sao thì bây giờ hôm nay lại bị đoàn như này còn nói gì nữa? Thì làm sao khi được đến lúc khi mà tôi chẳng tiếp thì sao chẳng kịp đâu. Thôi về những cái anh nào còn thiếu nhá, đúng không? Bây giờ làm lại hoặc là góp lại cho đúng như anh này đi. Nhưng bên con cậu làm thế thì không thể nào theo kịp được. Tất cả các bạn kia làm được chưa? Không làm được đến lúc đừng có kêu. Tôi nói thi môn này chỉ có zero thôi. Zero không đấy chứ không phải là đừng nói dọa các cậu đâu. Không chịu làm là không không thật đấy. Không ai cứu được các bạn đâu. Bây cứ như này chương trình nó chạy làm sao vào cái là mặt tái rồi. Thầy cho em ra ngoài ngồi. Không ai cứu được. Bạn có cái tách ở đâu không? Tách gì? Cái nơi là nên nha. Đây đúng không? Cái bước bắt đầu tập thi cứ mà kéo ra sao lên thế? Cái gì chạy là nó chạy thì tích nó tết. Sao nó nhiều kìa? Cái môn này nó khắc nghiệt lắm, nhưng mà từ đầu nó bây giờ chúng ta đang làm đến lúc đó thì không hiểu. Không chọn chính đấy chứ không được điểm nào đâu. Này, không ngờ thầy dạy bảo biết là cái phần đầu chạy phần nào trước đó, nghĩa là tất chạy phần nào trước đó. Xong rồi cái gì nữa? Chơi đúng cái đâu? Đây à? Cái chi bạc ta đây nhỉ? Ok. Cái gì này? Đây này cái này không quan trọng đây này, cái này mình đặt hay không? Ừ, thế thôi. Như vậy là chúng ta thấy các cái chương trình con biến số của nó là những cái
chương trình con mà ví dụ đấy thì ta làm sẵn cho chúng ta và nó phụ thuộc biến cố nào đấy lực click resize ví dụ con lock thì chúng ta phải hiểu cái biến cố nó xảy ra khi nào chúng ta mới lập trình nó đúng được. Resize, sai có nghĩa là thay cỡ, resize có nghĩa là thay đổi hình cỡ. Tức là lúc đó là gì? Hoặc là top, hoặc là nét, hoặc là quýt, hoặc là hết đã bị thay đổi. Rồi. Rồi bây giờ như này để cho nó ấy với cái anh kia ấy là với đảo anh khác lên. Đây là chỗ ngồi ở chỗ nào đấy? Ngồi anh khác lên cái máy này rồi. Bây giờ làm tiếp. Đó là anh nào? Anh nào lên cho nó sung sướng biết gì thì làm cái cỏ. Không anh nào dám lên sợ. Tiến đến lúc vừa thi không điểm thì lại thấy cơ hội mất. Thành viên ở đây đâu? Chín đích à? Chín đích à? Mọi người không chín đích à? Hả? Một sắp những cái này rồi giờ thì cứ chọn. Ok chưa? Chọn ấy. Thế này. Rõ này. Rồi bây giờ tôi này. Tôi muốn giải cái chỉ bằng 2. Không muốn. Nhưng mà tôi chưa nói chuyện giải cả. Tôi chỉ bằng 2 nói như nào. Cái này làm sao? Như vậy là phương trình 2 này nó có các đầu vào là như nào? Bao giờ đã lập trình được, bao giờ chúng ta phải xét lại đầu vào. Ngoài cái đầu ra. Có hiểu không nhỉ? Đầu vào nó là cái gì? A, B, C. A, B, C. Thì cũng phải là A, B, C là đầu vào. Còn đầu ra của nó là miệng của nó đúng không? Là X1 và X2. Nó có một cái anh trung gian nữa là cái gì? Delta. Giải này thì ai cũng biết đúng không? Toán không gì khó khăn. Rồi em không có giải này không? Ví dụ này, ví dụ này. Rồi không, bốc cho tôi một cái common bất đẳng bốc giữa mạnh dạn lên cho nó to lên. Cái nút mà cái này làm cái nút là nó phải trông chặt chẽ đúng không? Nó giống như cái nút ấy. Bây giờ cái nút này là gì? Tôi là muốn làm một cái chương trình con để tôi ra lệnh cho nó bấm vào cái nút này đúng không? Thì nó phải thực hiện giải chương trình. Đó chưa? Là thông thường mà trong các lệnh nó gọi là nút OK. Bây giờ đặt đây. Đặt tên là CMD. Ba ký tự đầu là phải ám chỉ đấy là cái loại cái nút gì. Đó, CMD tức là common button, đúng không? Common mà. Đấy, tiếp tục OK chẳng hạn, OK. Luật đã ra. À đúng rồi. Anh nào bắt đầu luật đã ra gọi là sai luật là ta xử đúng không? Rồi cái hiển thị ở đây nó chính là gì? Thuộc tính caption.
sedih. Đấy, thấy chưa? Cái anh mà nó không gõ vào đầu nó đau đúng. Nó sổ đấy. Ok. Chứ chả thấy có anh nào mà nút mà nó lại CMD ok này cả. Nó lại ok đó. Cái đấy nó thể hiện đó mà. Rồi đúng không? Ok là hai chữ thứ hai hay là chữ thứ hai? Rồi, rồi. Thế thì bây giờ như này, bây giờ như này nha. Chúng ta cái này khi đã đối tượng rồi, có tên rồi thì cái đối tượng này bây giờ chúng ta bấm nút đây. Bấm nút. Kích nút. Rồi. Thì nó có một cái chương trình con làm sẵn chúng ta đấy là click, đúng không? Mình có click khi chúng ta ấn ở đấy thì là nó sẽ như vậy là chúng ta sẽ phải thực hiện cái chương trình chạy của chương trình 2 này. Bây giờ đây là giải trình thứ hai, chúng ta có 3 biến A, B, C được vào hai lắm. Tao vào, tao vào. Cậu mạnh dạn lên tôi đọc mà cổ quá. Tao vào rồi, đi. Rồi. Rồi, cách cái. Ông cậu gõ lên cổ quá. Bao giờ tôi bảo cậu sai thì cậu gõ lại thì cậu có làm. Thế cứ mạnh dạn gõ. Kệ đó, thấy không? Bây giờ A là gì? Số gì? Đó là số thì chỉ có hai loại, nguyên hoặc thực. Mà tôi nói rồi, nguyên thì long, còn thực thì gì? Đã phần thực thi, thì mình nhớ A cạnh đại cách S chữ S, S là như là cái này S, rồi cạnh đại đã phần, có chữ D O đâu đó đấy, đây đây cách cả rồi phải, tức là nếu mà hai chữ cùng một dòng ABC thì cùng một dòng tiếp tục B không ABC không B S rồi tiếp tục tương tự như vậy C có làm được không? Vậy chẳng gì là cách rồi bởi enter như vậy là ở đây chúng ta đã khai báo được ba cái đầu vào. Bây khai báo một anh trung gian là anh gì? Delta rất tiếc là ở cái bản tin chúng ta đã có món này thì chữ Delta rồi đúng rất thông minh rồi Delta đúng không anh? Delta không đen ta đen em là ta rồi cũng cách rồi s đấy cũng tương tự như vậy rồi enter rồi như vậy chúng ta phân biệt đầu vào giá trị trung gian và bây giờ chúng ta khai báo gì đầu ra là có hai này lại đi rồi bỏ lại như thế x một x cũng chỉ có đáp ứng được số đó không bỏ ấy lại nên là gì cho nó quy củ đúng không phải rồi bây giờ đã là đầu vào enter đã đầu vào phương án luôn phương bịa a bằng 5 b bằng 7 c bằng trừ 2 có thế A bằng cộng biện nó số nào enter luôn rồi B bằng C bằng biện là enter cả rồi bây giờ tôi ba cái ABC lên đầu vào rồi bây giờ delta tính đi delta bằng cái gì công thức của nó là gì B bình phương
trừ đi 4 AC về cậu làm là cậu viết cho tôi. Đấy, đen ra các bạn nhìn này. À. Nhân rồi, bây giờ mình dừng sử dụng cái đánh này. Nếu delta lớn hơn không thì ít. Lớn hơn không thì enter b phân trừ này. Còn nếu delta bằng không thì còn nếu ít đúng rồi, ít delta bằng không thì rồi ấy cơ à đỏ rè thế thì chết rồi, sai rồi. Cứ khi nào mà gõ mà thấy nó đỏ rè thế này xem này. Ok. Đây nó sai cái gì? Cái này chiếc điểm đúng không? Đấy là lại không anh có enter thế thì nó xuống rằng thế anh này nó bậy rồi. Đấy nó mà cứ xanh như này thì có này nó đỏ này thế là cứ đi chưa? Bây giờ tiếp tục còn trường hợp còn lại là else. Enter rồi. Và cuối cùng là n của x. Tôi đưa có 3 trường hợp không? N này, n tiếp tục. N của x, n của sắp. Cứ enter ra rồi. Đấy, sau đó bắt đầu mới làm đẹp. Cái chỗ này tôi trống này bao giờ cũng phải là làm đẹp. Xóa đi, đen. Rồi, bây giờ này, trường hợp đây delta lớn hơn không? Enter tab à? Đấy, cậu hiển thị cho tôi là Mezibok à, đây, một câu hiển thị đúng không? Mezibok phải là đây là cái hàm để hiển thị một câu thông báo đắc đại chương trình nhánh chương trình có hai hiệu phân biệt. Ba trường hợp ôi trời chương trình không cái cậu này không được, đầu tiên phải biết hoa mà không có cách theo gì cả, ở đây nó cách gì rồi viết thật chuẩn có thể nào. Phương trình có hai nghĩa phân biệt. Ở nhà anh ạ. Tương tự như vậy, những cái anh này có làm được không? Cho vào thành từng chuồng đó. À, cái anh này thì làm sao? Tương tự. Cái này từ nó đã là hàm này, lưu ý này. Khi nó đã là hàm rồi từ anh chụp quay đâu ở đây khi nó hàm nhá cái anh này là x có x này cách cái đã là hàm thì nếu ở sau nó có cao số nó phải hiện ra đấy, còn nếu mà cậu làm không đúng ấy là nó sẽ im như khác. Đấy, ban nãy cậu có chữ S này. Đấy, làm gì có hàm đấy thì lúc đấy cậu cách cái làm gì có gì đâu. Giờ cứ nhận biết là mình xem mình gõ đúng hay sai.
Rồi em phải chạy thử cái gì xem ra đi. Chương trình vô nghĩa. Thế như vậy là chúng ta đã điều khiển được cái đầu ra. Nhưng mà đây mới chỉ là câu thông báo. Đúng không? Chưa đầu vào. Hiển thị lên một số vấn đề. Thế bây giờ tôi muốn là như này. Cái ống của ai? À. Tuấn. Là đồ ống sao? Ui, giật hết cả mình. Như ống bảo. Bây giờ làm mẫu một cái này, còn các anh khác tự làm này. Đó. Như vậy là tôi có ba cái đầu vào, đúng không? Rồi bây giờ đầu vào tôi muốn là gì, tôi gõ ở đây. Bây giờ cái mà để chuyên môn soạn thảo là cái gì, là cái đối tượng gì? Tách bốc, bốc cái tách bốc vào, bốc tách bốc vào. Đấy, tới để cái đây. Không, bé thôi, bé thôi. Nó một dòng luôn mà. Rồi, từ từ. Đã bóc vào cái từ đặt tên. Cái anh này tôi muốn nhập cái anh A vào. Tôi đặt tên là T-I-T-A. T-I-T à, được chưa? A này được hoặc là A nhỏ được tùy. Rồi, với cái thuộc tính mà hiển thị đây, tôi phải xóa trắng lại đi, đến thuộc tính tách. Ở dưới ấy, tách ở dưới đây. Được chưa? Bây giờ tôi chạy thử chương trình, chạy thử chương trình. Chạy thử chương trình mà. Rồi bây chúng tôi ở tôi gọi ví dụ đây bạn đấy là ấy bằng 5 ở đây đúng không? Gọi đây là 5. Là cái chỗ ok đây là cái anh 5 này nó phải vào cái anh A đúng không? Rất là giả. Từ tắt đi, tắt đi. Rồi để lấy được anh đấy A bằng 2 x 5 đấy. Rồi TXT gọi cái tên đối tượng đấy đúng không? TXT Control biết gì đấy, cậu phải giờ gọi ạ. Control Space Control. Rồi chấm chấm tách. À, cái thuộc tính của chúng ta hiện lên là chấm tách đúng không? Rồi từ từ đã. Tuy nhiên ở đây nó có vấn đề. Ở bên này nó là văn bản, nhưng ở bên này nó lại double, tức là số lượng. Để tương đồng giữa hai biểu thức thì chúng ta cho một cái hàm gọi là hàm bao. Chúng ta để cái này là đi do cái gì nó tự động có biết được. À, nhưng cái hàm đây là hàm bao có trước. À, đấy, vào. Cái hàm này là gì? Nó biến một cái ký tự đúng không? Thành số val. Mở ngoặc. Đấy, kia đọc ngoặc. Đấy, từ bên trong nó là ký tự ra ngoài là số, đúng không? Đấy. Chạy thử. Chạy thử.
Đấy, bây giờ chúng ta cho trừ 1. Ok. À, như vậy nó thay đổi theo đi. Có đúng không? Tương tự làm với B, C. Tất nhiên mà làm này thì nhanh quá, đúng không? Có làm tương tự như vậy. Úc, 3 cái. Còn 2 nữa. 2 người vào nữa. Úc ạ. Waveform. Bốc cái tay bốc nữa vào. Đặt bao giờ đặt tên đã? Cái anh này. Ba cái gì thôi? Một anh nữa. Ở lọc cái anh nữa. Anh lại đi đưa cái B và A anh đưa vào cho anh này. Đó, tiếp tục quay đến anh xe. Đúng không? Được chưa? Tất nhiên anh này nó làm hơi xấu, tức là anh này gọi là chấp nhận được. Làm ba cái khuôn này ít nhất nó phải bằng nhau tí. Anh làm cái to hay làm cái nhỏ thế thì xấu quá, đúng không? À, nhưng mà cái này là không, nó chỉ là về mặt hình thức thôi. Còn chương trình của anh không có gì sai cả. Đấy, nó có cái gọi grid, tức là gọi là cái mắt lưới để chúng ta căn cho nó đẹp. Đúng không? Trông nó nhìn đấy rồi. Thứ hai nữa bây giờ để chúng ta biết đây là A, B, C, nhưng mà nếu bình thường này không hiển thị ra như này khó quá. Biết thằng nào A nào B, B, C. Cho để hiển thị thì chúng ta bốc canh lên bên này vào. Đúng không? Để làm sao? Để cho chúng ta biết nó là cái gì. Đấy, và chúng ta ở cái thuộc tính caption này chúng ta cho A bằng thì nó sẽ nhìn thấy ngay, đúng không? A nhỏ rồi. Rồi từ từ. A bằng ở đây chúng ta có thể điều khiển nó vào giữa hoặc là vào căn trái căn phải tùy. Đây, nó có cái align này, đúng không? Đây là căn trái này.
còn đây là căn giữa này, ai căn phải này, đây căn giữa này, à, tùy đúng không, ta đặt ra cho nó đẹp. Đấy. Rồi tương tự như vậy đối với B và C, nhìn cho nó đẹp đúng không. Cái này thì chúng ta chỉ hiển thị không có lập trình thì để cho bây giờ mình sẽ tự đặt tên đâu không quan tâm. Ôi trời ơi, cái tay của cái này. Đúng một cỡ là nhìn thấy nó hiện lên trên xe bằng tôi trả cho nhớ kéo xuống lập trình dùng qua rồi còn nhìn thấy chữ C kia còn cũng chịu được à? Không không kích vào đấy xuống kéo nó ra. Chỉ có kéo thôi. Những cái đối tượng này nhìn này này, oh, cái anh này khi nào nó xoay đó đấy kéo tôi xuống, cái gì đâu mà khó khăn, to ngay, thay đổi đây, đó. Tùy cách chúng ta thay đổi nó như thế nào, làm sao cho nó đẹp. Tôi cứ nói là cái phong thái của bạn cứ đi làm làm gì nữa không? Rồi bây giờ chúng ta ABC rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hiển thị không những hiển thị nghiệm, hiển thị thông báo chúng ta phải hiển thị nghiệm chứ. Rồi bây giờ chúng ta tính, bây giờ vào cái khuôn này đúng không? Vào cái khuôn này thì chúng ta phải tính cái x1, x2, x1 là gì? Công thức. Đấy, bây giờ viết công thức như thế là làm đúng không? X1 bằng X1 này bằng đúng không? Trừ B cộng với căn của delta chia cho 2A. Kết quả là có thể giao Z này cho đấy, cái anh này nó nằm trong cái khuôn này này. À, nằm trong cái chuồng đấy mày lại lơ lửng ở trên đấy làm sao ấy được, chúng ta này chẳng chỉ có học gì cả nhưng không phải gì. Trừ B cộng với căn, căn chúng ta có hàng SQL à. Trừ B cộng SQL à, đúng rồi, mở hoặc ra cạnh delta đúng không, à, đã hoặc rồi. Thế một cái đóng bằng nữa rồi chia tất cả đấy, chia cho ôi 28 á. Đóng bằng có đúng không? Sai quét. À, nó phải như thế thì mới đúng. Chứ nếu không phải là chia hai và chia cho A. Bệnh nhân chia trước cộng trừ sau. À, tiếp tục tới với x2. B trừ B trừ B cộng trừ B. Thứ hai nó như này nữa. Rồi.
Thế tất cả của em rồi. Rồi xóa tôi mới cảm xóa chuẩn. Chưa có chọn đâu, xoay vào. Rồi xóa chuẩn, biết đã xóa chuẩn. Lên nữa, đó, rồi. Rồi cái tay của anh này không chấp nhận được. Cậu làm một nhát cái gì cậu làm. Thà cậu làm chậm chuẩn còn hơn là cậu làm cứ từ vào đây là sao ạ? À, mấy từ tính thì x1, mấy từ hiển thì x1. Đối với món đó là từ nối. Và cách ra. Bảo cũng chính là cách ra. Bảo cách thì bấm cái enter. Đá cái cổng chật đó. Và như thế nào là phải. Rồi cách ra x1. Rồi chạy. Thì hiện thực thì x1 thì tất nhiên là tất nhiên hiện thị đi nhá. Rồi rồi bây làm cái để cho nó có hai nhận. A bằng -1, B tức là cái AB mà đã giống nhau là nó ấy ngay đúng không? A 1 B bằng 3 chẳng hạn đấy. C bằng -2 chắc chắn là hai nhận chắc chắn. Rồi ok. Như vậy là đây từ từ. Như vậy ở đây là gì, nó khái niệm của chúng ta là nó liền nghe cái anh kia xấu quá đúng không? Thế thì chúng ta phải gì, cho cái chữ x1 bằng cái đã đấy, xong rồi nối x1. Đấy là cái thứ nhất đúng không? Cái thứ hai này ở đây, ý là cái đấy hơi sáng đấy. Làm theo lệnh. Dạ. Chưa ra lệnh làm để cho tôi đang giảng cho nó bấm làm gì. Cái vấn đề thứ hai nữa thì tôi muốn lấy để bao nhiêu chữ số. Tôi lấy như bây giờ chỉ lấy ít thôi, lấy 3 chữ số cho nó phải chẳng hạn thì tôi làm nào. Bây giờ tôi làm từng cái một, một cái tôi làm đẹp đã. Tắt đi. Bây giờ tôi ra lệnh là tôi tắt đi về chương trình. Rồi. Bây giờ cậu 2 chấm ở đây. Đây. 2 chấm. Rồi, đây cái vó gọi đây là cách cái. X1 bằng. Rồi chạy thử. Từ gì đấy? Ok. Như vậy là trong cái anh này là rồi. Còn là gì? Số chữ số đâu phải rồi, đây số chữ số phải rất là dễ. Để gì? Nó có cái hàm nó gọi là hàm format. Đây cậu gõ cho tôi giống hệ này là x1. Đấy phải. Muốn 3 chữ số đâu phải làm này. Bãi gõ về chương trình. Đấy, bao em x1 này. Đúng không? Cái này chúng ta đi ra, còn cái anh này là cái hàng. Hiểu chứ nhỉ? Cái này nó mới là cái biến chúng ta in ra. Vậy chúng ta format nó. Rồi. Thì chúng ta phải bao nó. Rồi, format, mở ngoặc. Mở ngoặc, thế nào nó mở ngoặc. Rồi. Cách ra. Đấy, cái x1 đây này. Phải, sau cái x1. Đấy. Nháy. Không chấm mấy số 0 thì 3 số 0, nháy. Đóng ngoặc. Xóa cái anh một cái gì? Cái này nó tan làm thừa. Chạy được. Như vậy là quá đẹp, đẹp như tiên. Chắc rồi. Chứ sự làm với anh đi ra. Có làm đâu. Đấy vào tiếp đúng không? Đấy ta làm thử luôn đúng không? Đấy vào tiếp cái gì đấy đúng không? Không biết đây tự làm. Ôi nhanh này. Ôi không người đó. Ok rồi. Cứ gõ xong rồi đã xem.
nó chèn cái gì vào, thiếu cái gì nó chèn sau. Đáng từ từ trái đâu vô hội cả. Chạy thử. À như vậy là đây là đích một này, đây là đích hai này, nhưng bây giờ là đấy, nó phải làm nào như nào đấy thì nó đẹp đúng không? Như vậy ở giữa nó phải có cái gì đấy. Này à? À, không phải ở đấy. Nó nằm ở sau cánh một và nó phải nằm ở đây. Phải trên một cái chuỗi. Đúng à, chuỗi là phải nhanh. Chứ nó là hàng. Đúng rồi, nhảy x2 bằng nhảy, sao lại bàn tiếp, phải nối tiếp tập kia. Rồi bây giờ, rồi không, từ từ, cậu phải cách ra, bao giờ cậu phải ra ngoài xem nó có đỏ lè không. Nếu nó đỏ lè là cậu đi học đấy. Kích nó ra ngoài, kích nó ra phòng dòng khác, đấy. Bởi khi nó dòng đấy nó chưa biết, cậu cứ kích ra phòng khác là cứ chương trình nó kiểm tra cái lỗi. Chạy thử. Xấu mù. Ở bây giờ x2 đây lại vào đây là sửa đi. Nó phải cách cái để làm chín phẩy trước gì đấy. Đúng rồi. Ờ, người là phải sao cách hả? Phải cách rồi, cách rồi, chạy thử. Ê, cậu sẽ thấy là gì? Làm để cho nó đẹp mà khó lắm. Nhưng mà tính của cậu nó ẩu quen. Được chưa? Còn chưa? Tương tự như vậy đối với nghiệp kép. Nghiệp kép thì tôi chỉ tính có mỗi x1 thôi. Delta được bằng 0, B thì trên 2A, x1 bằng này và hiển vị x1 bằng x2 trong cái cô bác x1. Được chưa? Vâng. Thì tôi tính có một cái đó. Cái phần mà hai nhận sao không? Đúng không? Cần cái phần môn nghiệp kép thì phải Delta bằng 0. Tính. Tức là chưa nói hai nhỉ? À, lần gì nói cái này bằng x1 bằng x2 chỉ tính x1 thôi. Đúng không? Đến giờ hai thì cũng gì đấy. Đến giờ nó không thì nó bằng một cái này chia ra cả hết. Bây giờ cái này nó cần phải ghi chứ. Hay à? Ờ, cái delta nó bằng không rồi thì nó còn chơi được mỗi ngày hết đúng không? Không. Như nào làm gì có 2A như đấy, đấy là cách viết thông thường. Ôi, cái hội này. Chưa biết sao à? Đúng không? Nè, được. Rồi, tính cho x1. Đấy, bây giờ đây này. Phương chỉ có một nghiệp kép x1 bằng x2 xong đấy là gà cái khô bắt x1 kìa. Thế là xong có gì đâu. Cái đấy chỉ là làm đẹp thôi, không có ý nghĩa gì đúng không? Nhưng mà nó làm cho nó rất rõ bằng bằng x2 đúng không? Ừ, thì tôi chỉ tính một anh thôi, bằng bằng tiếp đấy. Ơi tiên này, đấy bây giờ ví dụ ở đây mới vàng,
Cho mày. Cầm. Tại sao lại chui cho nó cầu chui trong đấy có ai đấy được đâu mọi người. Giống như trên đấy, phô mát thế này nè. Đó. Cậu tính x1 thì cậu phải phô mát x1. Vậy thôi mà nhỉ. Con chúng không phải con chúng nào. Cầm lấy được chữ O. Chạy thử thế nào, bây giờ cho A bằng 1, B bằng 2, C bằng 1. 1, 2, 1. À đấy, như vậy là tất cả các trường hợp là chúng ta thấy là đúng không? Cái đầu vào chúng ta làm rồi, B đầu ra. Cái đầu ra tôi muốn hiện ở đây, tôi lại muốn hiện ở đây thì sao? Đúng không? Muốn hiện thì tôi có thể hiện bằng cách nào được, đúng không? Nhưng mà hiện thì tôi không cho sửa, thì tôi phải dùng cách lên bật, đúng không? Rồi. Bây giờ bắt đầu điều khiển đầu ra này. Đầu ra, mê chứ không phải vô cơ, không phải vấn đề. Nên đầu ra cái hiện thì ngay trên đây là này. Bốc cho tôi một cái lên bật. Lây bân thế nào là lây bân? Lây bân trở sang đây, đến từ đêm kìa anh này. Kéo dài cho nó to, cho nó thoải mái, cho nó dài ạ. Để về sau chỉnh xong, đúng không? Cái anh này, tôi nói cái tác phong của cậu ấy là đặt nó chẳng có cân đối gì cả. Dù nó là sơ lược nhưng đã phải cân đối chuẩn rồi. Rồi bây giờ tôi muốn hướng nghiệm nó ở đây. Tôi đặt tên anh này là ELB là kết quả học nghiệm gì đấy. Tên, nên. Tôi muốn là kết quả tôi cho ra đây, rõ chưa? L, B, L. Kết quả học nghiệm luật đã ra, đúng không? À bắt đầu ấy, biết sợ đấy đúng không? Rồi bây giờ phần kép sân xóa này. Không, thế nào là xóa nó đi. Rồi, bây giờ tôi muốn là gì? Khi tôi bấm đây, ở nghiệm là hiện lên đây. Hiện lên đấy là hiện vào thuộc tính. Tôi phải cho vào thuộc tính gì? Thuộc tính gì? Tách thôi mà tách, vừa xóa xong. Không sửa. Thuộc tính gì? Vừa xóa xong. Không gì tôi gì nhỉ? Không vừa xóa xong cái gì? Vâng, em xóa lên phần thuộc tính mà lây bần đấy là tên của đối tượng. Còn thuộc tính của nó là thuộc tính của nó là gì? Kép chân đưa xóa cái đứa nó chọn vào đây. Đây là tên thuộc tính. Đây là giá trị của nó. Bây tôi muốn hiển thị cái tên này. Bây cậu nói đi. Cậu nói gì đi? Cậu bơ đại đi. À, gõ cái nào nó hiển thị cái tên thì các bạn muốn hiển thị cái tên tôi vậy. Gắn vào thuộc tính kép chân nào. Được đi chưa? Xóa đi. Rồi, bây giờ mình chạy ok. Ok. Khi đưa vào khổ quá canh này nó cũng ngưng ngưng ngưng. Rồi, bây giờ thay vì hiển thị lên trên màn hình như thế, bây giờ tôi kích đúc là kích đúc đây. Kích đúc là kích đúc. Bây giờ này không biết thế nào kích đúc nữa. Rồi, gọi lên.
là liền LBL kết quả không hơi LBL. Ờ, LBL là đứng 3 ký tự rồi. Tôi vừa đặt tên rồi đấy. Cantor, Cantor cũng sẽ nhìn thấy là Cantor Space. Đấy, chấm. Bây giờ tôi phải gắn cái chủ cái gì? Caption C, Caption C. Rồi đấy, cách bằng đưa được cái này gắn cho cái Caption. Chạy thử. Và cậu làm cho là 2 nghiệm. Một, hai, trừ một. Thấy chưa? Nó thay vì nó hiển thị kia, nó ơi hiển thị này. Hiểu ý chưa? Tương tự là hiển thị kia đấy. Tức là tôi ban bóng cho anh. Bây giờ tôi cũng ban anh này, ban anh này. Điều khiển rồi. Có cần bốc lửa không? Con bốc lửa không nhỉ? Thôi. Thế là hôm nay giải xong quy trình 12, về nhà lại luyện lại thôi cái này. Được chưa?